Xin chào các bạn quay trở lại với channel phân tích tài chính cùng với Lưu Mạnh Thắng. Ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà một CFO, giám đốc tài chính, làm marketing như thế nào cho cái doanh nghiệp của mình để giúp cho doanh nghiệp của chúng ta luôn luôn có được một cái tình trạng tài chính tốt cho hoạt động kinh doanh. Thì đây là một cái điều mà rất ít người chia sẻ, đặc biệt kể cả những người đang làm giảng viên của những cái trung tâm đào tạo về quản lý tài chính, các giảng viên của các trường đại học, thậm chí kể cả các tiến sĩ, thạc sĩ. Nhưng mà để mà biết được cách làm marketing cho doanh nghiệp, và đặc biệt là cái cách mà một giám đốc tài chính làm marketing, thì không phải ai cũng có thể chia sẻ được cho chúng ta những cái điều đó. Bởi vì cái này nó phải xuất phát từ cái trải nghiệm thực tế, từ những cái vấn đề của doanh nghiệp, cộng thêm những cái kiến thức về marketing và quản lý tài chính thì mới có thể đi chia sẻ được với chúng ta. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn những cái bài học, những cái kinh nghiệm của tôi rút ra được từ trong quá trình quản lý doanh nghiệp của mình, quản lý tài chính của doanh nghiệp, để có được những cái câu trả lời, có được cách thức, có được cái nguyên tắc làm marketing cho những người làm giám đốc tài chính. Đây là một cái điều mà bất kỳ giám đốc tài chính nào cũng cần, nhưng không phải ai cũng biết, ai cũng có được những câu trả lời, ai cũng có được những chiến lược, cách thức để giúp cho chúng ta có được cái cách xử lý làm sao để giúp cho doanh nghiệp của chúng ta đạt được cái mục tiêu tài chính, có được các cái hệ số tài chính an toàn cũng như cái dòng tiền cho doanh nghiệp. Thì với vai trò là một giám đốc tài chính của doanh nghiệp, thì cái chuyện mà doanh nghiệp của chúng ta có lợi nhuận và có dòng tiền, đấy là cái điều mà bất kỳ một ai làm quản lý tài chính nói chung cũng như là giám đốc tài chính nói riêng đều cần phải có được cái chiến lược, có được cái cách thức, có được cái phương án, có được cái bài toán để chúng ta giúp cho doanh nghiệp của chúng ta có được lợi nhuận và có được dòng tiền. Đó là cái điều mà bất kỳ một ai làm quản lý tài chính chúng ta đều phải hiểu được điều đó, và chúng ta hiểu được cái điều đó là điều quan trọng cho hoạt động kinh doanh của chúng ta. Nhưng tuy nhiên, nếu chúng ta chỉ giải quyết vấn đề trên góc độ tài chính, có nghĩa là chúng ta đưa ra những cái phương án, cái chiến lược, cái cách thức trong quản lý tài chính, thì nó không thể giúp cho chúng ta giải quyết được triệt để vấn đề. Bởi vì cái hoạt động kinh doanh của chúng ta ngoài việc quản lý tài chính, nó còn có liên quan đến cái bài toán về quản trị doanh nghiệp nói chung cũng như là các cái chiến lược về marketing nữa, để giúp cho doanh nghiệp của chúng ta có thể tạo ra được một cái hệ số tài chính an toàn, có thể tạo ra được một cái dòng tiền mạnh mẽ và có được lợi nhuận. Thì cái câu chuyện kinh doanh của chúng ta ở đây nó phải xuất phát từ thị trường, tức là chúng ta làm kinh doanh là bởi vì chúng ta giải quyết vấn đề của thị trường. Thì đây là một trong những tư duy của những người làm marketing. Và nếu như chúng ta không phải là người xuất phát từ thực tế công việc, từ những cái thực tế giải quyết công việc trên thực tế, thì chúng ta không thể giải quyết được cái bài toán trên góc độ của những người làm marketing, làm kinh doanh, mà chúng ta đang giải quyết bài toán trên góc độ của những người làm quản lý tài chính thuần túy. Và khi chúng ta giải quyết bài toán tài chính thì chúng ta không thể giải quyết được triệt để vấn đề. Bởi vì nếu như doanh nghiệp của chúng ta mà không giải quyết được vấn đề của thị trường, không giải quyết được cái vấn đề của khách hàng của chúng ta, thì dù chúng ta có giải quyết bài toán tài chính như thế nào thì chúng ta cũng đang chỉ làm ở cái việc ở trên cái ngọn cây thôi. Tức có nghĩa là chúng ta gì, giải quyết những vấn đề trên ngọn cây thôi, mà cái gốc cây của chúng ta không giải quyết được. Có nghĩa là gì, chúng ta sẽ giật cấu vá vai, vay chỗ nọ đập chỗ kia để chúng ta có được dòng tiền, để chúng ta có thể có được lợi nhuận. Chúng ta dùng một số các chiến lược, dùng một số các mẹo, các tip, các thủ thuật để chúng ta tạo ra được lợi nhuận trong kỳ, nhưng về mặt bản chất chúng ta không bán được hàng, không giải quyết được vấn đề của thị trường, và khi đó thì chúng ta không thể nào có được lợi nhuận. Bởi vì cái gốc của gì, của kinh doanh, cái gốc của lợi nhuận nó phải xuất phát từ việc chúng ta bán được hàng, giải quyết được vấn đề của thị trường. Thì đây là cái tư duy của những người làm marketing, và đặc biệt là những người làm giám đốc tài chính, thì chúng ta cần phải hiểu được chính xác cái điều này. Bởi vì nếu chúng ta không hiểu được chính xác cái điều này thì chúng ta luôn luôn đi giải quyết cái ngọn của vấn đề, và khi giải quyết cái ngọn của vấn đề thì vấn đề nó vẫn còn ở đó, vấn đề nó luôn luôn nằm ở đó cho đến khi chúng ta giải quyết được nó. Nên cái vấn đề chúng ta cần phải giải quyết đó là vấn đề của thị trường, đó là cái bài toán làm marketing. Và cái chi phí cho marketing cũng là một trong những cái chi phí mà những người làm quản lý tài chính, những CFO, những giám đốc tài chính, chúng ta cần phải biết được rằng đây là một cái chi phí quan trọng, chi phí cần thiết chúng ta cần phải bỏ ra để chúng ta tiếp cận được cái tổng khách hàng của chúng ta. Chúng ta biết được khách hàng của chúng ta cần gì, chúng ta làm như thế nào để chúng ta tiếp cận được khách hàng, chúng ta làm thế nào để khách hàng của chúng ta biết được cái sản phẩm, dịch vụ của chúng ta,
chúng ta làm như thế nào để khách hàng yêu quý chúng ta, sử dụng cái sản phẩm dịch vụ của chúng ta, để từ đó chúng ta tìm kiếm được lợi nhuận từ cái việc cung cấp sản phẩm dịch vụ hàng hóa trên thị trường của chúng ta. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải làm, tức là chúng ta cần phải hiểu được rằng là có chi phí marketing, tức là chúng ta vẫn phải bỏ ra một cái chi phí gọi là chi phí marketing. Và cái chi phí marketing này về mặt bản chất nó đang giải quyết cái vấn đề của thị trường, tức là làm cho khách hàng biết chúng ta là ai, sản phẩm dịch vụ của chúng ta giúp cho khách hàng đạt được cái điều gì, và cái quan trọng nhất là khách hàng họ nhận được cái kết quả. Bởi vì nếu như chúng ta không giúp cho khách hàng đạt được kết quả thì điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta không thể là bán được cái hàng hóa và dịch vụ của chúng ta. Bởi vì khách hàng họ cần kết quả chứ họ không cần một cái sản phẩm của chúng ta. Bởi vì nếu sản phẩm dịch vụ của chúng ta mà không giúp cho họ đạt được cái kết quả nào đó thì họ sẽ không sử dụng cái sản phẩm dịch vụ của chúng ta. Có điều đầu tiên là marketing với những người quản lý tài chính, đó là chúng ta phải hiểu rằng chi phí marketing đó là cái chi phí quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Và đây là một cái điều mà giám đốc tài chính, những người làm quản lý tài chính nói chung và giám đốc tài chính nói riêng cần phải hiểu điều này. Đó là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai đó là gì, là cái việc mà hàng hóa dịch vụ của chúng ta khi tham gia vào hoạt động kinh doanh thì nó cần phải gì, cần phải được luân chuyển liên tục, cần phải được gì, trao đi giá trị liên tục. Có nghĩa là cái vòng quay của tài sản ngắn hạn nó phải được quay liên tục, và vòng quay của tài sản được quay liên tục đồng nghĩa với việc hàng hóa dịch vụ của chúng ta được chuyển đổi từ tiền sang hàng và từ hàng thành tiền. Và khi chúng ta làm được cái bài toán này thì đồng nghĩa với việc hàng hóa dịch vụ của chúng ta đã giúp cho khách hàng giải quyết được vấn đề, và chúng ta gì, bán được hàng, chúng ta thu được tiền, và lợi nhuận được sinh ra từ cái vòng quay của cái tài sản ngắn hạn đó. Và nếu như chúng ta kiểm soát được cái vòng quay của tài sản ngắn hạn này thì đồng nghĩa với việc chúng ta đã làm marketing ở cái khâu trước đây rất là tốt, ở cái khâu marketing đã tốt rồi, thì khi đó chúng ta mới có thể bán được hàng. Và khi chúng ta bán được hàng, thu được tiền thì đồng nghĩa với việc cái vòng quay của tài sản ngắn hạn của chúng ta nó được quay liên tục, và khi nó được quay liên tục thì tiền sẽ được gì, được luân chuyển liên tục trong kinh doanh. Và tiền khi được luân chuyển liên tục trong kinh doanh và đồng thời với nó là đem được giá trị cho khách hàng thì nó sẽ tạo ra được một cái giá trị thặng dư hay gọi là lợi nhuận, và lợi nhuận sẽ được sinh ra từ cái quá trình chúng ta đem cái hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm của chúng ta giải quyết vấn đề cho thị trường, và để từ đó chúng ta nhận được lợi nhuận. Và bản chất của cái câu chuyện tìm kiếm lợi nhuận đó là giải quyết vấn đề của thị trường thông qua cái việc chúng ta làm marketing ở câu trước. Nên do đó cái vấn đề thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây là chúng ta cần phải luôn luôn kiểm soát được cái vòng quay của tài sản ngắn hạn hay là cái công việc bán hàng của chúng ta sau khi chúng ta làm marketing, thì đó là cái công việc của người bán hàng. Và bán hàng là giúp cho khách hàng đi giải quyết vấn đề của họ để gì, để đạt được cái kết quả, tức là khách hàng đạt được kết quả thông qua các sản phẩm của chúng ta, và từ đó chúng ta tìm kiếm được lợi nhuận. Thì đó là cái điều thứ hai mà một người làm giám đốc tài chính, một người làm quản lý tài chính cần phải hiểu chính xác cái điều này để chúng ta vận hành cái công việc kinh doanh của chúng ta. Còn nếu như chúng ta không hiểu được cái cách này, chúng ta không kiểm soát được những chỉ số và các hệ số tài chính trong quản lý nói chung cũng như cái cách của chúng ta làm marketing, thì chúng ta không thể nào là có thể đi giúp cho cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ của chúng ta đi tương với khách hàng. Mà chúng ta chỉ luôn luôn mong muốn bán được cái sản phẩm hàng hóa dịch vụ của chúng ta ra thị trường, chúng ta không hiểu được rằng khách hàng họ cần cái gì, họ cần cái kết quả chứ không họ cần cái sản phẩm. Nếu cái sản phẩm của chúng ta không giúp cho họ đạt được cái kết quả thì họ cũng sẽ không sử dụng sản phẩm của chúng ta. Và khi họ không sử dụng sản phẩm của chúng ta thì đồng nghĩa với việc chúng ta không bán được hàng thì sẽ không có lợi nhuận và cũng sẽ không có dòng tiền. Thì đó là bản chất của câu chuyện kinh doanh nói chung và cái việc mà một giám đốc tài chính nói riêng cần phải hiểu cái marketing, cái chiến lược marketing trong cái doanh nghiệp của mình là như thế nào. Nếu các bạn thấy cái video này hay và có giá trị thì hãy đừng quên ấn vào nút đăng ký, ấn vào nút chia sẻ và ấn vào nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của tôi trong thời gian tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những buổi chia sẻ tiếp theo.